Tại sao lại là một đứa trẻ? Ngươi là ai? Có lẽ không thoát nổi rồi. Có người báo tin cho ta, Liên Công Minh muốn thuê người của Thanh Y Liệt Trận giết ta. Không ngờ người được thuê lại là một đứa trẻ. Thanh Y Liệt Trận của các người lội bại tới mức này rồi à? Cha không nói chuyện. Vậy ta đánh cho ngươi nói. Có vẻ ta đã đánh giá thấp ngươi rồi. Con nhỏ đã đi ra ngoài làm chuyện giết người, không thể giữ lại. Nếu giữ ngươi lại thì trời mới biết sau này ngươi sẽ gây ra chuyện gì. Phá trận đao. Vương Hắc Thác cả mặt tràn đầy kinh hãi, nhìn xuống bụng dưới của mình, nơi đó hoàn toàn nguyên vẹn. Rồi lại đưa tay lên tim, cũng còn nguyên vẹn. Khi Hà Đu Đu chém hắn đã dùng sống dao, khi đâm hắn thì dùng cán dao. Ây da, tiểu gia hỏa, công phu lợi hại đó. Tại sao ngươi không giết ta? Tại sao ta phải giết ngươi? Đám quan phủ đúng là rác rưởi mà. Vẽ người như thế này thì ai mà nhận cho ra? Chỉ có mỗi cặp mắt ta là còn vẻ có thần chút. Cũng không tệ. Mình không để ý tới luôn. Ngươi không giết ta một lần, ta cũng không giết ngươi. Ta với ngươi xem như hòa. Ồ, nhưng ta vẫn tò mò. Tại sao ngươi còn nhỏ mà phải làm một việc như này? Nếu như ngươi không sợ ta, thì giờ ta qua tiệm đằng kia ăn cơm. Ngươi theo ta. Hà Đu Đu bước tới rồi đi theo sau. Vương Hắc Thát bất ngờ. Hắn không ngờ một đứa nhóc như Hà Đu Đu lại dám đi theo hắn. Trong một quán ăn ven đường, dưới ánh đèn lờ mờ chỉ đủ nhìn, có một cái chậu lớn trên bàn. Bên trong đầy ắp xương được hầm hơn 2 thời thần. Thịt thơm xương ngọt. Hắn một cục, Hà Đu Đu một cục. Tốc độ ăn không ai kém ai. Ăn bao nhiêu đều chia đều cho nhau. Trước mặt cả hai đã chất một đống xương gặm dở, rất đã mắt. Tiểu gia hỏa này trông thì nhỏ con, mà sao ăn dữ vậy trời? Được đó tiểu gia hỏa, tại sao ngươi dám đi theo ta? Bởi vì ngươi nói ăn cơm. À, cần giải thích thêm nữa à? Làm bẩn y phục của ta rồi. Ngươi có cơ hội giết ta mà sao không ra tay? Ngươi có cơ hội giết ta, vậy tại sao không giết? Bởi vì ngươi là một đứa trẻ. Sau này đừng có tùy tiện coi thường trẻ con nữa. Tưởng mình ngươi mới làm nên chuyện chắc. Ha ha, lần này ta nhớ rồi. Còn ngươi, người Liên Công Minh muốn giết thì ta sẽ không giết. Lúc đầu khi ta nhận bức chân dung này thì có một ý tưởng chưa từng nói với ai. Nói với ngươi cũng không sao cả. To con à, ta nhận bức chân dung này sẽ tốt hơn để người khác nhận đó. Người khác sẽ giết ngươi thật đó. Ngươi ăn đi, ngươi ăn đi. Ngươi ăn rồi thì xem như chúng ta hòa. Bây giờ mới đúng là hòa. Ngốc nghếch. Tiểu huynh đệ, nếu có việc cần giúp đỡ, hãy đến sòng bạc Trường Hưng tìm ta. Ngươi không định rời đi ư? Liên Công Minh muốn giết người đó. Thôi, quan đại nhân còn chưa ra mà. Ta phải giúp ông ấy trông coi sản nghiệp nữa. Ông ấy là ai ta mặc kệ. Ông ấy có ơn với ta. Thực ra ngươi cũng rõ, đây không có gì ngoài tranh giành lợi ích của mấy đại nhân vật đó cả. Nhưng thứ mất là mạng của ta và ngươi. Nhìn ngươi tuy còn nhỏ, nhưng có thể nói được những lời này là đủ để nói rõ ngươi còn hiểu biết hơn đám người lớn kia nữa. Cũng nhìn rõ nhiều chuyện, không dễ đâu. Cho ta 2 hũ rượu. Ăn thịt thì ta với ngươi không phân cao thấp. Vậy uống rượu thì sao? Sư phụ không cho ta uống rượu. Sư phụ nói tuổi của ta mà uống rượu sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe. Gia hỏa ngươi, nhìn từ trên xuống dưới nào giống đứa trẻ ngoan chứ? Vậy thì ta uống. Ai ra, tuy ta là kẻ thô lỗ, nhưng ta không hề ngốc. Tiểu huynh đệ, chuyện ngươi nhìn thấu, thực ra ta cũng đã nhìn thấu. Liên Công Minh, muốn giết Thôi Quan đại nhân, chuyện đó không ai ngăn được. Ta không rời đi, là vì ta đã hứa với Thôi Quan đại nhân. Giúp ông ấy trông nhà, bảo vệ người thân, bây giờ người thân của ông ấy cũng đã vào ngục, thì sao ta nỡ vứt bỏ luôn gia nghiệp của ông ấy chứ? Liên Công Minh, không muốn tự mình ra tay, mà lại thuê người của Thanh Y Liệt Trận. Đầu tiên là khiến cho Tiết Độ Sứ đại nhân cảm thấy, chuyện này hắn làm đúng, Tiết Độ Sứ đại nhân tự nhiên cũng biết rất rõ. Còn cái thứ hai, chẳng phải là muốn ta cùng Thanh Y Liệt Trận lưỡng bại câu thương ư?
Loại mưu đồ chó mà này, Liên Công Minh rất giỏi. Hắn mời người của Thanh Y Liệt trận ra tay giết ta. Ta dễ bị giết như vậy chắc? Mấy trăm thuộc hạ của ta nếu thực sự đối đầu với Thanh Y Lâu thì sẽ thương vong rất nhiều. Đúng. Cho nên, ngươi quay về khuyên mấy người của Thanh Y Liệt trận, đừng để Liên Công Minh chơi họ như vậy. Cho dù người của Thanh Y Liệt trận giết được ta thì sao chứ? Cuối cùng, người được lợi là Liên Công Minh. Nhưng mà ông ngươi có khuyên cũng vô ích. Ngươi nhìn thấu được, ta cũng nhìn ra được. Thì sao mà ngươi của Thanh Y Liệt trận lại không nhìn ra được chứ? Chẳng qua là vì lợi ích mà thôi. Tiểu huynh đệ à, vậy ngươi nghĩ lại xem, tại sao người của Thanh Y Liệt trận biết đây chính là kế một mũi tên trúng hai đích của Liên Công Minh, mà còn sắp xếp người đi giết ta nhỉ? Là vì trong quyển sổ đó không chỉ có tên Liên Công Minh, mà còn có cả tên của Tiết Độ Sứ đại nhân. Chính là vậy đó. Thế đạo của đại sở này, đám làm quan liệu được bao nhiêu người thanh bạch? Nếu đám làm quan đều thanh bạch cả, thì sao lúc đầu bọn ta còn phải tạo phản chứ? Tiểu huynh đệ, người nghĩ lão Bách Tính muốn làm phản tặc ư? Tiểu huynh đệ, lão Bách Tính chỉ cần một ngày được ăn hai bữa cơm no thì sẽ không muốn mạo hiểm. Người tin không? Thế đạo không ổn, một ngày ăn được một bữa no là sẽ không tạo phản. Người tin không? Ta tin. Nhưng còn đâu mà ăn? Tại sao ta và Tống Phong lại phải cùng nhau khởi nghĩa? Là vì đám cầu quan khiến chúng ta một ngày không có nổi một bữa cơm, còn cho người đi thu thuế, bắt chúng ta nộp tiền nộp lương. Chúng ta ngoài cái mạng này ra thì còn có gì nữa đâu chứ? Vậy thì cứ liều một mạng. Nhưng mà bây giờ ta đã là người của Thôi Quan đại nhân. Tại sao vì ta có cơm ăn rồi, chỉ cần ăn đủ no, ai lại muốn làm tặc tử? Làm được chó thì ta sẽ không làm tặc. Mắt của Vương Hắc Thát đỏ tới mức dường như sắp khóc ra cả máu. Đôi mắt như này Hà Đu Đu mới nhìn thấy lần đầu trong đời. Cảm xúc trong đôi mắt ấy thật phức tạp. Phức tạp đến mức ai nhìn thấy cũng sẽ cảm thấy buồn. Nhưng càng đơn giản, đôi mắt đảo qua đảo lại cũng chỉ có hai chữ thôi, phải sống. Tiểu huynh đệ à, ta nhìn ra được ngươi là một người có tâm địa thiện lương. Người như ngươi rất dễ chịu thiệt. Lão tử cũng là một người như vậy, nên cũng thường chịu thiệt. Huynh đệ kết nghĩa vì tiền mà muốn giết ta, ta không giết hắn. Mặc dù giết hắn với ta mà nói dễ như trở bàn tay, nhưng lão phu không nuốt nổi cục tức này. Đúng không? Không phải hắn coi trọng tiền tài ư? Vậy thì lão tử sẽ lấy đi một nửa lẽ ra phải thuộc về ta. Bây giờ số tiền này cộng với rất nhiều tiền của Thôi Quan đại nhân, chắc là đủ cho ta suốt đời. Cộng với con cháu của ta, chắc mấy đời cũng tiêu không hết. Nhưng nào còn mạng mà tiêu? Ta biết ta sẽ không sống lâu, nhưng ta chết không tiếc nuối. Lão tử sống không ở một đời. Lão tử đã uống rượu nặng nhất, thịt ngon nhất lão tử cũng ăn rồi, cô gái đẹp nhất hay hi lão tử cũng ngủ rồi. Đã nhiều năm rồi ta không nói nhiều như lúc này. Ta vẫn còn vài lời muốn nói với tiểu huynh đệ. Ngoài thành Kỳ Châu, ở huyện Cô Thành có ngôi miếu phu tử, đã đổ nát, sớm đã hoang tàn. Ta đã giấu một số tiền ở đó. Nhà ta còn có một nương tử, còn có hai đứa nhỏ. Ngay từ đầu ta biết khi ta chọn con đường này, chắc chắn sẽ chết không có chỗ chôn thây, nên ta đã không đưa họ theo. Họ cũng nghe lời ta, đi tới phía huyện Lai Hồ sống ẩn dật ở ngôi làng tên Hưng Giáng Trang. Nếu một ngày ngươi hay ta đã chết, làm phiền ngươi tới huyện Cô Thành lấy số tiền kia, giao cho người nhà ta. Thê tử ta tên Cao Nguyệt Hằng, con trai ta tên Vương Trúc, con gái tên Vương Xuân Hoa, tên đều do ta đặt cả đó. Sao nào? Thật ư? Tất nhiên là ta nói thật rồi, chẳng ra làm sao cả. Người khác sợ ta nên không nói thật, còn ngươi thì nói thật. Xin nhờ vào ngươi đó, các huynh đệ của ta không muốn rời đi. Họ tôn trọng ta, muốn sống chết cùng với ta. Đây là vinh dự của Vương Hắc Thát ta. Ta không khuyên nổi họ, chỉ có thể giao phó cho người ngoài. Nhưng trước lúc đó, ta chưa tìm được người nào đáng tin cả. Chắc trời thấy ta đáng thương nên đã cho ta gặp ngươi. Cảm tạ. Ủy thác của Vương Đại Ca, ta nhớ rõ rồi. Số tiền đó khoảng vài ngàn lượng. Ở chỗ ta. Không để ngươi giúp không công đâu. Chỗ ngân phiếu này cộng lại cũng hơn ngàn lượng, coi như là quà cảm ơn ta tặng ngươi. Được, ta xin nhận. Nếu không có cái thế đạo chó gặm này, lão tử thật sự muốn kết bài với ngươi. Nhưng ta không thể làm hại ngươi. Ta phải quay lại sòng bạc Trường Hưng rồi. Xin cáo biệt. Có lẽ sau này không gặp rồi. Hà Đu Đu liền học theo người lớn chắp tay như thể đang trả lời bằng một lời thề. Vương đại ca, cáo biệt từ đây, sẽ không phụ người đâu.